Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn làm món trứng cuốc hấp bí đỏ siêu ngon. Đầu tiên chúng ta cắt 1/3 quả bí và nạo sạch ruột, sau đó luộc trứng và bóc vỏ bỏ trứng vào trong quả bí. Xong rồi chúng ta cùng đi nêm gia vị nào. Cho vài quả ớt, nếu cho trẻ em ăn thì nên bỏ 1 hoặc 2 trái. Một ít cờ no. Một ít muối. Ít dầu ăn. Một ít mắm. Mỗi thứ một lượng nhỏ là vừa khẩu vị. Cắt nấm kim châm vào và cho thêm rau ngò vào cho thơm. Đậy nắp bí lại và dùng tăm giữ chặt hai đầu để giữ hơi cho trứng và bí thấm với gia vị. Tiếp đó chúng ta lấy nồi cho vào nồi một lượng nước vừa phải và bỏ bí vào một cái chén và hấp cách thủy. Chúng ta đợi 10 đến 15 phút thì dùng được. Thì đã chín rồi nè mọi người. Xin mời mọi người cùng thưởng thức nào. Nè, món này ngon à. Mời anh em dùng cùng anh em mình nha. Wow, cần là đồ ăn. Đồ ăn số 1. 10 điểm. Thứ nhất, anh phải cho trứng bể rồi anh cho nước vô phải không? Cái nước chưa thấm vô trứng. 10 điểm. 10 điểm.